FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Udinese và câu lạc bộ Venezia. Đó là trận đấu thuộc vòng 2 giải vô địch quốc gia Italia Serie A và sẽ được diễn ra vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 27 tháng 8. Và ở trận đấu này, Udinese sẽ tiếp đón Venezia trên sân nhà. Và theo mức tỷ lệ kèo của nhà cái FB88 đưa ra, thì đội chủ nhà Udinese sẽ chấp đội khách Venezia với mức kèo chấp là 0.75, mức kèo của mấy hệ tăng là 1 trái và cũng hạ xuống coi là nửa trái, và cái mức tài xỉu của trận đấu này là 2.5 và cũng có thể tăng 2.75 và cũng hạ xuống còn 2.25. Thì trước khi đi vào nhận định, mong các bạn cho mình xin một like video và một subscribe kênh nhé. 5 lần chạm trán gần nhất của Udinese và Venezia thì Udinese thắng 2, hòa 1 và thua 2 trước Venezia. 5 trận thi đấu gần nhất của Udinese thì họ thắng 3 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Venezia thì họ thắng 2 và hòa 3. Và ở trận đấu này với mức kèo như thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa đầu khách Venezia trận này. Vì sao? Mặc dù Venezia là một tân binh của giải Serie A mùa giải năm nay, nhưng mà xét về thực lực đến hiện tại đó, thì Venezia họ cũng không phải gọi là đối thủ hoàn toàn quá yếu hơn so với Udinese là mấy đâu, thậm chí là ngang ngửa đó các bạn. Cái thứ hai thì nếu như trận đấu này mà hai đội hòa nhau thì chúng ta chọn cửa Venezia, chúng ta vẫn thắng kèo. Và cái thứ ba này thì chúng ta xét về phong độ cũng như thành tích đối đầu á, thì Venezia họ cũng đang khá là cân bằng với Udinese, thậm chí là 5 trận thi đấu gần nhất á, thì Venezia họ bất bại luôn các bạn. Và biết đâu trận đấu này một lần nữa Venezia họ sẽ đá bại được Udinese thì sao. Cho nên cháu các bạn nào tin tưởng mình thì bạn ưu tiên đi cửa đầu khách Venezia, mình nghĩ sẽ rất là an toàn cho các bạn có thể là đá Venezia cộng 0.75, hoặc là các bạn nào an toàn nữa thì các bạn cộng một trái cho nó chắc hơn. Mặc dù là cái mức tỷ lệ thắng thì nó thấp nhưng mà nó an toàn, và cái mức tài xỉu ở trận đấu này là 2.5, 2.75 và 2.25. Thì những lần chạm trán trước đó có hai đội á thì cũng không nhiều bàn thắng được ghi, đặc biệt là ba lần chạm trán ở đây thì chỉ có từ một hoặc là hai bàn thắng được ghi mà thôi. Mình dự đoán trận đấu này một lần nữa sẽ có từ hai bàn thắng trở xuống, cho nên bạn nào tin tưởng mình nữa thì các bạn ưu tiên đi cược xỉu 2.5 trận này, hoặc là các bạn kỹ thì các bạn canh đầm một trái rồi á thì cho cái mức kèo tài xỉu nó cao chút xíu thì các bạn hạ vào xỉu cho nó an toàn. Và mức hiệp 1 hay mức kèo chấp đồng nữa và tài xỉu là một trái thể hiệp 1, các bạn có thể là chọn Venezia và chọn xỉu hiệp 1, và dự đoán hiệp 1 hai đội sẽ hòa nhau với tỷ số là 0 đều. Ưu tiên đánh xỉu hiệp 1 trận đấu này một trái, và là có kèo xỉu 1.5 thì còn ngon nữa. Và tấm bài trận đấu khuyên các bạn chọn Venezia và các bạn chọn xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Và cảm ơn FB88 đồng hành cùng mình ở video này. Xin chào, hẹn gặp lại.